Theo bà Bùi Thị Mỹ Hạnh, một trong số 12 hộ kinh doanh, bà con ở đây phải đi dây vốn ngân hàng đầu tư lò sấy nếp để thu mua nếp tươi về sấy khô trữ lại, chờ được giá cao bán cho thương lái lấy lời. Nhưng từ đầu năm 2016 đến nay, bà và các hộ khác đã bị cò nếp và chị em chuyên kinh doanh mặt hàng nếp ở huyện Phú Tân quỵt nợ. Việc mua bán lại thông qua hai người môi giới, nên giờ mọi việc rối rắm khi nhà pháp luật can thiệp. Đặc biệt hơn là việc mua bán chỉ ghi chép qua loa mà không có những chứng từ hợp pháp, nên nợ cũng khó đòi. Mua bán thì chỉ có cò nó đứng ở trung gian, rồi xe tải vận chuyển, rồi cái người đi căn mướn coi như là nhân chứng vật chứng nó đã đầy đủ, cho nên mình không có cần phải là trực tiếp với nhau để giấy tờ, nhưng mình có trực tiếp là giao dịch qua điện thoại. Cho nên bây giờ là lừa cơ hội đó, nó lấy được lòng tin của chúng tôi, rồi mới đầu thì nó mua ít, từ từ nó tăng lên nhiều, khi được cái số nhiều rồi nó lật ngang là nó có cái thủ đoạn, coi như nó có cái thủ đoạn để nó chiếm đoạt tài sản. Nó lừa đảo bây giờ nó lật ngang là nó chối bỏ trách nhiệm, nó đổ cho cò. Vụ việc này lại là một lời cảnh tỉnh với nhiều người dân miền Tây, địa phương còn tồn tại khá nhiều các kiểu giao dịch mua bán chỉ bằng giao dịch miệng và niềm tin là chủ yếu.